Kính thưa tất cả quý vị khán thính giả Góc nhìn Hoàng Duy Hùng, hôm nay là bài số 6 về Biển Đông và là bài chót. Trước khi nói về bài chót, tôi có hai điểm muốn nói trước. Đó là cụ Nguyễn Thị Bình và các anh chị em trong Quỹ Hòa Bình và Phát Triển, cũng như bản thân tôi, chính thức chân thành cảm ơn tất cả quý khán thính giả đã ủng hộ tinh thần, đã viết những bài comment, đã liên hệ để mà tác động tinh thần. Đây là món quà tinh thần quý giá nhất quý vị đã dành cho cụ Bình, dành cho ban biên tập, cũng như dành cho cá nhân tôi là người phụ giúp thêm quảng bá những sản phẩm trí tuệ đó. Với sự động lực này, tất cả các anh chị em trong ban biên tập cũng như quý vị đã biết tấm lòng yêu nước tha thiết của cụ Bình như thế nào. Chúng tôi hứa trọn đời để cống hiến cho Việt Nam ngày một tốt đẹp tươi sáng hơn, ngày được ổn định trong sự hòa bình và phát triển. Đó là lời cảm ơn chân thành từ cụ Bình, ban biên tập cũng như người được may mắn đọc những bài này trên kênh Góc Nhìn Hoàng Duy Hùng là cá nhân tôi. Rồi đọc tới bài thứ 6 thưa quý vị, thì tôi cũng nói trước có một cái bản tin của đài BBC ra ngày 20 tháng 8 năm 2020 cho chị Mỹ Hạnh tổng hợp, bình luận về một bài viết của giáo sư Triệu nói về các lãnh đạo Việt Nam có thể là đồng ý nhượng Hoàng Sa hoàn toàn để củng cố thực lực tại Trường Sa. Thật ra đây cũng chỉ là cái sự suy nghĩ của giáo sư Triệu, nó không đúng đâu. Nhưng rồi tôi sẽ bình luận sau khi đọc bài thứ 6. Tại vì đọc bài thứ 6 xong thì quý vị mới hiểu được cả một cái góc nhìn về Biển Đông của Quỹ Hòa Bình và Phát Triển, thì mới hiểu được cái lời nói của ông giáo sư Triệu đó như thế nào. Tôi sẽ bình luận cái bài đó, nhưng mà tôi đọc bài số 6 trước thưa quý vị. Sự thật về Biển Đông hết, kỳ 6 đã hết. Giải pháp nào cho tương lai của khu vực? Thực tiễn lịch sử thế giới cho thấy các hành động đơn phương sử dụng sức mạnh để hiện thực hóa tham vọng chủ quyền lãnh thổ bất chấp luật pháp quốc tế là nguy cơ to lớn đối với hòa bình, và chỉ có việc tuân thủ các chuẩn mực ứng xử dưới sự giám sát hữu hiệu của các cơ chế an ninh tập thể mới có thể ngăn ngừa xung đột chiến tranh. Tình hình căng thẳng gia tăng trên Biển Đông cùng với việc tăng cường vũ trang, các hành động quân sự hóa, đơn phương sử dụng sức mạnh bất chấp luật pháp quốc tế, cùng với xu hướng nổi lên của chủ nghĩa dân tộc cực đoan và sự đối đầu, cạnh tranh chiến lược ngày càng quyết liệt giữa Mỹ và Trung Quốc chắc chắn sẽ dẫn đến nhiều bất ổn cho môi trường an ninh và phát triển chung của toàn khu vực. Xét về tổng thể sẽ gây bất lợi cho tất cả các nước, trong đó có cả Trung Quốc. Trong khi đó, hòa bình, ổn định để hợp tác vì phát triển thịnh vượng vẫn luôn là lợi ích cơ bản và lâu dài của tất cả các quốc gia. Điều đó đòi hỏi nhận thức đúng đắn và sự phối hợp hành động có trách nhiệm của tất cả các nước trong khu vực và cộng đồng quốc tế nhằm xây dựng lòng tin, loại bỏ các nguy cơ, thách thức đang đặt ra. Trước hết, cần nhận thức Biển Đông vừa là không gian sinh tồn truyền thống và môi trường an ninh, phát triển thiết yếu của tất cả các nước ven biển, vừa là vùng biên quốc tế và là tuyến hàng hải, hàng không quan trọng hàng đầu của thế giới. Do đó, không một quốc gia nào được phép độc quyền chiếm hữu hay đơn phương kiểm soát Biển Đông. Duy trì hòa bình, ổn định, an toàn và tự do hàng hải trên Biển Đông phù hợp với luật pháp quốc tế là trách nhiệm chung hàng đầu của tất cả các nước trong khu vực và cộng đồng quốc tế. Để góp phần làm tỏ và cũng làm rõ và củng cố nhận thức này, trong thời gian qua, một số học giả các nước đã đề xuất sử dụng tên gọi Biển Đông Nam Á. Biển Đông Nam Á tức là Southeast Asia Sea, thay cho Biển Nam Trung Hoa tức là South China Sea.
vốn chỉ dựa trên cách gọi của một nước và chỉ gắn với một trong những quốc gia ven biển là Trung Quốc. Đó, điều thứ nhất họ muốn là thay vì cái chuyện gọi là South China Sea thì gọi là Southeast Asia Sea, thưa quý vị. Thứ hai, cần xác định rõ là hiện nay Biển Đông có 3 vấn đề chính nối liền cần quan tâm, gồm có thứ nhất là sự tranh chấp chủ quyền, quyền chủ quyền và quyền tài phán giữa các nước ven biển, trong đó lớn nhất và gay gắt nhất là giữa Trung Quốc với các nước còn lại. Thứ hai, đó là đối đầu và cạnh tranh chiến lược giữa Mỹ và Trung Quốc trong khu vực. Và thứ ba là việc duy trì và bảo đảm hòa bình, ổn định, an toàn và tự do hàng hải, hàng không, bảo vệ môi trường sinh thái trên Biển Đông. Cả ba vấn đề này có mối liên hệ chặt chẽ và tác động qua lại lẫn nhau. Cái điểm thứ hai họ nói là gồm luôn cả 5 bài trước đây, tức là cái tham vọng bành trướng của Trung Quốc từ cái điểm bản đồ 9 điểm đỏ nới rộng ra cái bản đồ tứ xa, là tới 90% Biển Đông là một cái vấn đề nhức nhối cho các quốc gia và đang xảy ra tranh chấp. Và khi Hoa Kỳ tiến vào đó thì đó là cái sự đối đầu của Hoa Kỳ với Trung Quốc, thì Hoa Kỳ cũng có những cái bảo vệ quyền lợi riêng của Hoa Kỳ là trong bài 5 đã nói rồi. Và bây giờ đó là cái thứ 6 đó là cái bài này, tức là phần thứ 3 là bài này, là phải ứng xử như thế nào. Thì kêu gọi đa phương hóa, gọi là mọi sự là đưa ra trọng tài quốc tế. Vâng, đó là tôi cắt nghĩa cho quý vị hiểu nhanh. Thứ ba, việc giải quyết thỏa đáng vấn đề Biển Đông chỉ có thể được tiến hành trên nguyên tắc thượng tôn pháp luật, tuân thủ các nguyên tắc cơ bản của Hiến chương Liên Hiệp Quốc và luật pháp quốc tế, nhất là tuân thủ nghiêm túc đầy đủ các quy định của Công ước Liên Hiệp Quốc về Luật Biển 1982, là hiến chương về đại dương của nhân loại ngày nay. Mọi hành động đơn phương trái với luật pháp quốc tế chỉ sẽ làm gia tăng căng thẳng vì nguy cơ xung đột trong khu vực. Đúng vậy. Nhưng mà đó, chúng ta cũng hiểu, như tôi trong bài 5 đã nói rằng là Trung Quốc nói một đường nhưng mà họ làm một nẻo. Họ nói rằng là họ điều nghiêng hải dương, nhưng mà dùng cái đó để xây dựng sức mạnh quân sự tại Gạc Ma, rồi đảo Chữ Thập, rồi đá Ruby vân vân. Còn ông Hoa Kỳ thì ông bảo vệ quyền lợi của ông, nhưng mà ông lại đi chuyên môn đi cái hàng nước đôi, tức là double standard. Cái tiêu chuẩn kép làm nhiều quốc gia e ngại lắm, mà những quốc gia đã từng bị như là Philippines hay là Việt Nam Cộng Hòa đã từng bị, nên họ e ngại cái chuyện này. Hai ông lớn thì cứ việc làm cái việc của hai ông lớn, nhưng mà chút nữa ở phần sau đó thì Quỹ Hòa Bình và Phát Triển nói là Asian trung lập. Vì vậy mọi yêu sách chủ quyền đối với các thực thể trên biển và yêu sách đối với các vùng biển của các quốc gia cần phải phù hợp với luật pháp quốc tế, nhất là UNCLOS 1982. Mọi khác biệt hay tranh chấp cần được ưu tiên giải quyết thông qua đàm phán trực tiếp giữa các bên liên quan. Trường hợp không thể đạt được sự nhất trí, các bên có thể sử dụng các biện pháp hòa bình khác như trung gian hòa giải hoặc thông qua cơ quan tài phán quốc tế để phân xử, và nhất thiết cần tôn trọng thực thi nghiêm chỉnh phán quyết của cơ quan tài phán quốc tế. Trong khi đó, không bên nào được hành động đơn phương thay đổi nguyên trạng, mở rộng kiểm soát, cản trở hoạt động hợp pháp của các nước khác hay tiến hành các hoạt động thăm dò, khai thác tài nguyên ngoài phạm vi đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của mình được xác định phù hợp với các quy định của UNCLOS. Đồng thời, cần khẩn trương tập trung phối hợp nhằm kiên quyết ngăn chặn chạy đua vũ trang trên Biển Đông, thậm chí nên tiến hành phi quân sự hóa Biển Đông thông qua việc từng bước giảm thiểu và hạn chế tối đa sự hiện diện của các loại vũ khí tấn công và các loạt hoạt động quân sự trên biển của tất cả các bên. Thật ra chúng ta cái việc nói, chứ chúng ta biết là Trung Quốc vẫn tiến hành các cái hành động quân sự, và có mặt của Hoa Kỳ nữa thì nó cân bằng nhưng nó cũng tạo sự căng thẳng. Quốc gia nào cũng vậy hết, và chúng ta phải tự lực cánh sinh thôi. Chúng ta phải giữ cái thế lực của chúng ta. Cuối cùng, nhưng hết sức quan trọng là cần sớm nghiên cứu, xem xét khả năng thúc đẩy hình thành các thỏa thuận và cơ chế an ninh tập thể của khu vực
với sự tham gia bình đẳng của tất cả các bên liên quan để đề ra và giám sát, bảo đảm thực thi các quy định và chuẩn mực ứng xử về xử lý tranh chấp, va chạm và các vấn đề phát sinh khác, về điều tiết vũ trang và các hoạt động quân sự, về quản lý, kiểm soát, khai thác tài nguyên và bảo vệ môi trường sinh thái trên biển nhằm ngăn ngừa xung đột, duy trì hòa bình, ổn định, bảo đảm an toàn và tự do hàng hải, hàng không trên biển và tạo điều kiện hợp tác phát triển vì thịnh vượng chung của khu vực và thế giới. Các cấu trúc an ninh khu vực do ASEAN làm trung tâm như RRF, ADMM+, và nhất là IAS có thể và nên được nâng cấp thành các cơ chế an ninh tập thể của khu vực để thực hiện được chức năng quan trọng đó. Nên xem xét khả năng triệu tập một hội nghị quốc tế về Biển Đông và tiếp theo là hội nghị quốc tế về an ninh và hợp tác Đông Á để thảo luận và quyết định về những vấn đề liên quan. Trong khi đó, để thể hiện trách nhiệm và phát huy vai trò trung tâm của mình, ASEAN cần nghiên cứu, cân nhắc khả năng thành lập nhóm công tác về Biển Đông với sự tham gia tự nguyện của các nước thành viên có lợi ích trực tiếp và quan tâm nhất về vấn đề này để thường xuyên nghiên cứu, theo dõi, đánh giá tình hình và kịp thời báo cáo, kiến nghị giải pháp cho ASEAN. Cái điều này tôi rất đồng ý, như tôi đã từng góp ý, đó là chúng ta cần có một cái ủy ban chuyên đề về Biển Đông, nghiên cứu về Biển Đông, ứng phó về Biển Đông. Tiếng Mỹ nó gọi là cái Think Tank on the East Sea. Think Tank on the East Sea. Đó là cách tốt nhất để xây dựng lòng tin, bảo đảm hòa bình, bền vững và hợp tác cùng phát triển trên Biển Đông vì lợi ích của tất cả các quốc gia của khu vực và thế giới. Trọng Minh tổng hợp hết. Thưa quý vị, đó là 6 bài của Quỹ Hòa Bình và Phát Triển. Có những nhận định rất chính xác về Biển Đông và cũng có những cái đề nghị chính xác về Biển Đông. Tôi rất tâm đắc với những nhận định và góp ý này. Nhưng phần sau đó thì BBC ngày 20 tháng 8 có đăng một bài bình luận của giáo sư Triệu. Tôi thấy nó không có phản ảnh đúng. Và chúng ta đã hiểu được 6 bài thì tôi sẽ có bình luận tiếp cái phần tiếp. Nhưng xin quý vị cho tôi đi uống nước chút xíu nha. Và kính thưa tất cả quý vị khán thính giả, như tôi nói là đài BBC, trang nhà của họ vào ngày 20 tháng 8 có đăng một cái bài bình luận mà họ cho rằng là một học giả của Trung Quốc nói rằng là Việt Nam chắc là muốn nhượng Hoàng Sa cho họ. À, trong bài xã luận bằng tiếng Trung dài gần 20 trang, giáo sư Triệu Úy Hoa cho rằng các lãnh đạo Việt Nam nghĩ rằng Việt Nam có thể nhượng bộ Trung Quốc để đạt được các thỏa thuận. Và ông nói rằng là như vậy đó, là lãnh đạo Việt Nam á, trong suy nghĩ của lãnh đạo Việt Nam, thì nếu mà Trung Quốc hứa không có dùng vũ lực chiếm Trường Sa hết á, thì Việt Nam sẵn sàng chắc có lẽ là nhượng chủ quyền Hoàng Sa cho Trung Quốc. Đó là ông nhận định như vậy. Rồi ông cho rằng là Việt Nam có khả năng nhượng lại cái Hoàng Sa là vì nếu mà như vậy là cái vị trí của Việt Nam á, là ở tại Trường Sa là sẽ được ổn định. Đúng không? Tôi sẽ bình luận cái đó, nhưng mà đây cho tôi nói bản tin kia đó. Rồi ông nghĩ rằng là Việt Nam sẽ không dám đưa họ ra tòa án quốc tế mà chỉ nói để hù dọa thôi, chứ không chỉ gây áp lực lên Trung Quốc. Thật ra Việt Nam có nói rằng là chứ có thể và có hay không có là tùy theo tình hình, chứ không phải là hù dọa gì hết á. Nhưng mà là họ cứ việc nói đi cái đã, là tôi sẽ bình luận. Rồi ông nói rằng là chứ là Việt Nam không tin Mỹ, chắc là sẽ không đứng vào phía Mỹ để mà có cuộc chiến này nọ. Rồi Việt Nam thì các học giả cũng e ngại Mỹ đi cái nước đôi. Đó là cái quan niệm của ổng. Nên là nếu mà có cái gì đó thì họ nghĩ rằng là Việt Nam vẫn còn yếu. Đó là họ nói. Rồi họ nói rằng là Việt Nam á, các lãnh đạo Việt Nam không có hoàn toàn tin Mỹ, cũng không theo Mỹ.
Nên là cái bài học của Việt Nam năm 1975 Việt Nam Cộng Hòa đó làm cho Việt Nam có những cái sự e dè. Rồi bây giờ đó là Trường Sa thì đang bị gặm nhấm, cho nên bây giờ đó là Việt Nam cần có cái gì đó thà bỏ Hoàng Sa để mà củng cố cái địa vị ở tại Trường Sa. Đó là lời của ông Triệu, giáo sư Triệu, ông cho rằng như vậy. Nhưng mà bên phía của giáo sư Carl Taylor thì bên BBC cũng có đăng lại. Cái gì họ cũng có đăng một cái quan điểm trái chiều để nó cân bằng lại. Thì giáo sư Carl Taylor là một người giảng sư gọi là Học viện Quốc gia của Hoàng gia Anh á, về hưu ở tại nước Úc á, thì ông có nói rằng là cái việc mà cái cơ sở suy nghĩ đó đó nó khó có là đúng lắm, chắc con số đó là con số ít, không có ai mà nghĩ như vậy đâu. Không có ai nghĩ vậy đâu. Thì đó là quan điểm của ông giáo sư Triệu, và BBC có đưa ra cái bản tin này. Giáo sư Triệu là một người Trung Quốc thì đương nhiên ông có cái nhận định là Việt Nam chắc bỏ Trường Sa, xin lỗi, bỏ Hoàng Sa, đồng ý dâng Hoàng Sa cho Trung Quốc để củng cố thực lực lại ở tại Trường Sa. Thưa quý vị, ông đó ông nói như vậy. Nhưng mà 6 bài vừa rồi tôi đọc đó, thưa quý vị, thì quý vị thấy rằng cái quan điểm của Quỹ Hòa Bình và Phát Triển, quan điểm của Quỹ Hòa Bình và Phát Triển hiểu rõ cái tham vọng bành trướng của Trung Quốc. Họ nói một chuyện, lúc họ nói nhân nghĩa rất hay. Họ nói thì nhân nghĩa rất hay, nhưng mà làm nó khác. Họ nói rằng là họ nghiên cứu hải đảo gì nó mưu sinh ở tại cái đảo đá chữ thập hay là đảo nhân tạo mà họ bồi đắp lên là đảo Gạt Ma đó, thì thực sự họ lại xây dựng sức mạnh quân sự họ nữa đó. Nói nhân nghĩa, hành động khác. Việt Nam hiểu cái chuyện đó của Trung Quốc cả bao nhiêu ngàn năm rồi. Miệng thì nói hữu nghị, nhân ái này nọ, nhưng mà lấn được cái nào hay cái đó. Lấn xong rồi thì củng cố xong là lấn tiếp. Thực ra là có thể trong ý đồ của Trung Quốc là quy định hẳn cả cái Hoàng Sa chắc ăn đã, rồi từ đó mới lấn thêm Trường Sa, nên bây giờ mới nói như vậy. Thì bên Quỹ Hòa Bình và Phát Triển cũng đã nhìn ra được cái âm mưu của Trung Quốc, nói là một đường, hành động là một đường khác. Cho nên Việt Nam, Quỹ Hòa Bình và Phát Triển có đề nghị là có chuyện gì phải ra trọng tài quốc tế, nhưng mà cũng phải xây dựng cái thực lực của mình. Việt Nam cần xây dựng thực lực chính mình, không tin ai hết. Và chính ông Triệu cũng nói là Việt Nam không tin Mỹ. Chuyện đó là chuyện Việt Nam, khối ASEAN đã ra cái thông cáo về trung lập rồi, ngày 8 tháng 8 năm 2020. Không phải chỉ riêng Việt Nam mà khối ASEAN trung lập. Vì Mỹ cũng đi cái chiêu gọi là nước kép, nên là các nước nhỏ như Việt Nam hay cả khối ASEAN đều nhìn biết được cả hai anh lớn đang muốn kéo bè. Nhưng mà cái bài viết này của giáo sư Triệu đó, bây giờ góc nhìn của tôi phân tích, giáo sư Triệu là đang thả cái bong bóng, thăm dò dư luận, thăm dò Việt Nam như thế nào, phản ứng của Việt Nam như thế nào. Thả cái bong bóng thăm dò về vấn đề là Việt Nam có dám kiện hay không khi mà Trung Quốc kiện. Việt Nam cũng sẽ đáp trả tại Liên Hợp Quốc khi mà Trung Quốc kiện, hoặc là có cái nhu cầu gì đó, Việt Nam cũng sẽ kiện. Không có nghĩa là Việt Nam không kiện, nhưng mà khi nào cái tình hình nó có cái chuyện gì thay đổi đó, thì Việt Nam cũng có thể kiện, cũng có thể không kiện. Cho nên bảo là khẳng định không kiện, không phải. Việt Nam có thể kiện và có thể không kiện, tùy theo tình hình, tùy cơ ứng biến. Trả lời cho ông giáo sư Triệu hiểu cái chuyện đó. Nói rằng là Việt Nam nhượng bộ Hoàng Sa đó, thì dứt khoát không. Vì bà phát ngôn viên của bạn Bộ Ngoại giao Việt Nam là bà Hằng đã từng nói rất là nhiều, Việt Nam khẳng định chủ quyền của mình trên hai quần đảo Trường Sa và Hoàng Sa, không nhượng bước gì về bất kỳ một cái gì chủ quyền tài phán, tất cả những cái gì đó. Nên nó là bảo là thả cái bong bóng để xem thử Việt Nam phản ứng cái chuyện này là không bao giờ có.
thả cái bong bóng này ra đó là họ phân hóa giữa giữa dân và đảng và nhà nước. Họ muốn cho là dân Việt Nam nghĩ rằng là lãnh đạo nhà nước đang có một cái âm mưu đi đêm với họ. Nên họ đang tìm cách phân hóa lòng dân, ý đảng và nhà nước. Tôi cũng xin cảnh báo để quý khán thính giả và dân nhớ rằng đây không phải là một cái sự suy nghĩ của đảng và nhà nước Việt Nam. Đây là cái sự cái chiêu bài phân hóa của Trung Quốc, dùng cái miệng lưỡi của ông giáo sư Triệu để nói ra. Không phải là ý của đảng. Những bài viết trong Quỹ Phát triển và Hòa bình, thưa quý vị, là những bài viết trí tuệ của những người mà có hiểu biết. Chắc chắn những bài viết này cũng đã được sự chúc lành của những cấp cao lãnh đạo của Việt Nam. Không hề có một cái tư tưởng nào ngay trong đầu là nhượng cái Hoàng Sa cho Trung Quốc. Không hề có cái chuyện đó. Ngay chính cả giáo sư Corfire ông cũng gọi là cẩn thận thôi. Ông nói là chắc ít lắm, không ai dám đâu. Không ai dám thiệt. Vài người không có, không có ai hết đó. Tôi khẳng định chuyện đó không có ai hết đó. Vì nếu mà ai mà làm cái chuyện đó thì họ không phải là bị bất kỳ thế lực nước ngoài nào, mà do chính người dân Việt Nam lên án. Người dân Việt Nam là cái sức mạnh của lòng dân, là những người đó không còn một cái gì để đứng nữa hết. Nên bảo rằng là lãnh đạo Việt Nam thì nên là không có, mà đây là cái chiêu bài kích động và chia rẽ giữa người dân Việt Nam và ý chí của lãnh đạo Việt Nam. Đó là điểm thứ ba. Điểm thứ tư đó là có thể Trung Quốc chỉ muốn là Hoàng Sa bây giờ để vì là thế giới từ nước Mỹ là gì, là bác bỏ cái chủ quyền chính đoạn. Thì bây giờ đó họ thấy như vậy là bây giờ chính họ lại muốn là xây dựng hẳn tại Hoàng Sa để rồi từng bước một mới lấn sang Trường Sa. Thì bây giờ họ muốn thử nhấp nhá xem thử là ta có bắt cái trái banh này hay không. Ê, bây giờ tôi bỏ Trường Sa đó, sức mấy họ bỏ nhưng mà họ cứ nói như vậy thôi. Thì có thể là chính họ muốn chứ không phải ai muốn hết đó. Chúng ta tỉnh táo, chúng ta biết rất rõ cái âm mưu đó của Trung Quốc. Vậy thì trở lại ứng xử của Việt Nam như thế nào? Thì Quỹ Hòa bình và Phát triển có nói rất rõ là chúng ta kêu gọi bất kỳ một sự tranh chấp nào cũng có trọng tài quốc tế và tuân thủ theo cái quyết định của trọng tài quốc tế. Việt Nam thì tuân thủ nhưng mà ông Trung Quốc ông sẽ không có tuân thủ, chúng ta đã biết rồi. Ông nói đường làm nẻo. Nhưng mà chúng ta vẫn phải tranh thủ cái chính nghĩa của chúng ta và được sự yểm trợ của quốc tế. Trong khi đó chúng ta xây dựng lực lượng sức mạnh của dân tộc ta, xây dựng lực lượng hải quân của chúng ta, xây dựng quân đội của chúng ta. Trung Quốc cắn vào Việt Nam vào năm 79, từ năm 1979 tới năm 1990 đã bị gãy răng ở tại biên giới. Đã bị gãy răng ở chiến trường Vị Xuyên. Trung Quốc nhớ bài học đó. Bên đất liền là như vậy rồi. Trên bộ đó là đã bị những cái trận chiến bao nhiêu lần. Còn nếu mà Trung Quốc muốn hung hăng trên biển thì hãy nhớ 3 lần ở Bạch Đằng Giang. Trường Sa có nghĩa là sóng Trường Sa. Trường Sa có sóng Bạch Đằng đó, thưa quý vị. Bạch Đằng trong sóng Trường Sa. Đó là bài thơ của bác sĩ Tuấn ở Hà Nội. Tôi rất thích. Thì Trung Quốc tưởng bở đó, Trường Sa sẽ là một chôn thay của Trung Quốc, giống như là Bạch Đằng vậy đó. Tôi tin rằng như vậy. Việt Nam, ý chí kiên cường của Việt Nam kỳ này rất mạnh. Lòng dân, ý đảng, toàn nước đang vững chí. Thì tôi cũng khuyên các bạn chớ có bao giờ mà nghe những cái lời kích động của cái nhóm phản loạn, cứ nói rằng là dân là Việt Nam là hèn với giặc ác với dân, là muốn nổ súng trước rồi kích động lên, kích động lợi dụng tên tuổi của ông tướng Lê Mạnh Lương kích động. Mà ông Lê Mạnh Lương thì không biết gì hết, tôi đã có cái bài phân tách rồi. Nhưng mà có những người là ngụy sử, lật sử, rồi được kích động muốn cho Việt Nam là phải có chiến tranh liền. Nhẫn nhịn không có nghĩa là hèn nhát. Đợi đúng lúc, đúng thời, đúng ấy. Hiện giờ Việt Nam cần xây dựng thực lực của mình từ chính trị, kinh tế, quân sự, ngoại giao đầy đủ. Không phải là chúng ta sợ,
chúng ta ẩn nhẫn để chúng ta xây dựng thực lực, và đó là điều quan trọng nhất. Còn tin hay không tin Hoa Kỳ thì cũng tùy theo mỗi một trường hợp. Tin hay không tin Trung Quốc cũng tùy theo mỗi một trường hợp. Việt Nam tự cứu chính mình, không nương tựa nơi sức mạnh nào hết. Vì học bài học Việt Nam Cộng Hòa mất Hoàng Sa vì cũng tin tưởng nơi nước Mỹ khi cầu cứu Mỹ làm lơ. Và bây giờ nếu mà nó là tin tưởng ông Trung Quốc đã từng giúp Việt Nam, quay qua dạy Việt Nam bài học. Trong tuần vừa rồi VTV có chiếu cái cuộc chiến với Trung Quốc. Đặng Tử Bình nói rất rõ, dạy Việt Nam bài học, còn thọt tay vô ở phía Nam để nhờ Pol Pot kiếm chuyện ở Việt Nam. Nên hai ông lớn này, chúng ta đều có những cái sự quý trọng của mỗi một ông. Ông nào có cái hay của mấy ông, chúng ta quý trọng. Chúng ta không dạy gì làm kẻ thù của họ. Chúng ta mua cái sự hòa bình. Nhưng mà chúng ta cũng cảnh giác. Mỗi một ông đều có cái sự cảnh giác hết. Để chúng ta được hòa bình, ổn định và phát triển. Chúng ta là một nước quốc gia đất ít. Chân của chúng ta cũng không bằng những quốc gia đó. Chúng ta phải tính theo cái nước cờ của một quốc gia nhỏ. Không có nghĩa là chúng ta phải nương tựa bất kỳ một quốc gia nào hết. Và đó là ý nghĩa của 6 bài Biển Đông, cho thấy rằng là Biển Đông bị xáo trộn, nguyên do từ đâu, mỗi một quốc gia phải làm gì và Việt Nam phải làm gì. Chân thành cảm ơn tất cả quý khán thính giả theo dõi với tôi Góc Nhìn Hoàng Duy Hùng. Và một lần nữa, Quỹ Hòa Bình và Phát Triển cụ bà lão thành cách mạng Nguyễn Thị Bình gửi lời cảm ơn tất cả quý khán thính giả đã động viên khích lệ cho chính cụ Bình, cho tất cả các anh chị em trong Quỹ Hòa Bình và Phát Triển, cũng như cho chính bản thân tôi. Và xin quý vị hãy giữ vững niềm tin, đó là dân tộc Việt Nam ý chí quật cường, đồng lòng từ trên xuống dưới, ý dân lòng đảng, ý đảng lòng dân, phối hợp lại lòng một. Trong cái mặt trận bảo vệ chủ quyền lãnh hải ở tại Biển Đông. Hẹn gặp quý vị trong chương trình khác.